Tiếp theo là cái bài tập 1.5 nha em. Một hệ thống bơm trong sản xuất nông nghiệp sẽ ngừng hoạt động khi máy bơm bị hỏng hoặc cái chỗ nối bị rò rỉ. Có hai hệ thống bơm A và B được chào hàng với các cái thông số kỹ thuật được cho trong bảng như sau. Thì hệ thống A thì nó có cái xác suất bị hỏng bơm là 0,07, xác suất bị rò rỉ là 0,1 và xác suất vừa hỏng bơm vừa rò rỉ thì nó bằng 0. Hệ thống B xác suất hỏng bơm là 0,09 và xác suất rò rỉ là 0,12. Trong khi xác suất vừa hỏng bơm vừa bị rò rỉ là 0,06. Đấy thì mình thấy là khi mà nhìn vô cái hai hệ thống thì mình thấy rõ ràng là hệ thống B thì cái xác suất hỏng bơm nó cũng cao hơn, xác suất bị rò rỉ nó cũng cao hơn, và xác suất vừa bị hỏng hỏng bơm và rò rỉ thì nó cũng cao hơn. Đấy. Thì khi mà mình nhìn sơ qua thì mình thấy dường như cái hệ thống B là nó hay bị hỏng hóc hơn đúng không? Đấy. Nhưng mà ở đây người ta lại hỏi là theo ý bạn nên chọn hệ thống nào để việc sản xuất ít bị gián đoạn hơn? Nếu lắp đặt cả hai hệ thống thì và chúng hoạt động độc lập nhau thì xác suất để cả hai cùng hoạt động là bao nhiêu, cùng cùng ngưng hoạt động là bao nhiêu? Đấy. Thì bây giờ mình đi vào giải cái bài này. Thì để giải bài này đó thì các em để gọi tên cái biến cố như sau. Thì mình gọi A1 là hệ thống A bị hỏng bơm đó. Và biến cố A2 là hệ thống A bị rò rỉ. Và chúng ta sẽ có là gì đây? Theo đề bài thì ta có xác suất của biến cố A1 là 0,07 nè, xác suất của biến cố A2 là 0,1 nè. Và xác suất của biến cố A1 giao A2 là bằng 0 ha, bằng 0. Vừa hỏng bơm vừa rò rỉ là bằng 0. Và tương tự như vậy thì mình sẽ tính cái xác suất hệ thống A ngừng hoạt động. Ngừng hoạt động có nghĩa là sao? Ngừng hoạt động khi mà nó bị hỏng bơm hoặc chỗ nó bị rò rỉ, tức là có nghĩa là nó xảy ra ít nhất một trong hai biến cố này. Nó xảy ra một trong hai biến cố này, ít nhất một trong hai biến cố này thì coi như cái hệ thống nó sẽ ngừng hoạt động. Như vậy thì có nghĩa là cái xác suất ngừng hoạt động có nghĩa là xác suất của biến cố A1 hợp với A2 đó. Thế thì đây mình sẽ áp dụng cái công thức cộng xác suất cho hai biến cố A1, A2 thì nó sẽ bằng xác suất của biến cố A1 này, cộng xác suất A2 và trừ đi cho xác suất của biến cố A1 giao với A2 thì nó ra đúng bằng 0,17 nha, 0,17. À, 0,17 nè. À. Đấy thì bây giờ mình sẽ tính cho cái hệ thống hệ thống B thì mình cũng gọi các biến cố tương ứng là B1 là hệ thống B bị hỏng bơm, B2 là hệ thống B bị rò rỉ. Thì chúng ta cũng có là cái xác suất của biến cố B là bằng B1 là bằng 0,09 nè. Xác suất của biến cố cái chỗ này là B2. Xác suất của biến cố B2 là bằng 0,12. Và cái xác suất của biến cố B1 B2 là bằng 0,06. 0,06 tức trên đây mình đem xuống. Đấy. Như vậy thì xác suất của cái hệ thống B bị ngừng hoạt động, tức là mình sẽ có xác suất của biến cố B1 hợp với B2 nhé. B1 hợp với B2 thì ở đây mình cũng áp dụng công thức cộng xác suất cho trường hợp hai biến cố B1 B2 phải không, thì nó ra 0,15. Đấy. Đấy thì em thấy là cái chỗ này nó là 0,15, cái xác suất ngừng hoạt động của hệ thống B là 0,15, trong khi hệ thống A là 0,17. Rõ ràng là cái này nó lớn, 0,17 nó lớn hơn 0,15. Đấy. Cho nên là mình sẽ kết luận là cái hệ thống B nó ít bị gián đoạn hơn. Thấy không? Vậy thì hệ thống B ít bị gián đoạn hơn, cho nên mình sẽ dùng cái hệ thống B. Đấy. Mặc dù mình thấy cái thông số kỹ thuật hệ thống B tất cả nó đều cao hơn hệ thống A. Thấy không? Nhưng mà nhờ cái công thức xác suất này là mình sẽ biết được cái hệ thống B nó sẽ ít gián đoạn sản xuất hơn hệ thống A. Đấy. Thì tương tự như vậy thì mình gọi AB là lần lượt là các biến cố
hệ thống AB ngừng hoạt động. Cái này là chữ cát đây nha, chữ cát, cát biến cố hệ thống AB ngừng hoạt động. Thì ở đây nó yêu cầu tính là gì đây, nếu nếu lắp đặt cả hai hệ thống thì và chúng hoạt động độc lập thì xác suất cả hai cái cùng ngừng hoạt động là bao nhiêu. Không, vậy thì ở đây mình sẽ có là xác suất của hệ thống A ngừng hoạt động là 0,17, không, và xác suất của biến cố B ngừng hoạt động là 0,15, không, thì AB độc lập, xác suất biến cố A là 0,17 nè, xác suất của biến cố B là 0,15. Như vậy thì xác suất cả hai hệ thống ngừng hoạt động đó chính là biến cố A giao B. Ở đây mình áp dụng công thức nhân xác suất trong trường hợp hai hai biến cố độc lập đó, thì nó sẽ bằng xác suất của biến cố A nhân cho xác suất biến cố B, không. Đấy, thì 0,15 nhân 0,17 thì nó ra là 0,0255. Đấy.